Yeah.
Sambandho sukato loka vi
Namo Tamma Buddha Soloka Dhamme Hijet
tham gia chân tham bà thi a tô càng vi ra chân kê mang nghệ tham mang tà la mùa tham mang nghệ tà di sa ni ka tua na ka pa tham ma ra ni ka sa pa tà tô thiên cơ chân thi tham đệ tham mang tà la mùa tham mang tôi nghe một thời thế tôn nữ tại kỳ viên tình xa của trường gia khám cô đồng gần thành xa phê khi đêm gần mạng có một vị trời dương sáng thu thắng hào quang chiếu sáng hòa kỳ viên đến nơi phật ngự thành thế thế tôn nữ văn cuốn kính văn công bằng lời kể rằng chữ thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài thì bí mật hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống gần vui kẻ thân rằng bất trí hiền cũng nhường phần tôn thức và phúc lành cao thượng nào chú sư thiện thơ công đương trương đã làm chân chánh hướng tự tâm là phúc lành cao thượng đã văn nhẹ nhẹ dội kéo quân liền hồng tận nói những lời chân chân là phúc lành cao thượng bằng sân thành chấm sông bờ và con sông bằng nghệ thuyền là phúc lành cao thượng bố thi hành đúng pháp dương nguyên buộc hành vi không mấy lầm là phúc lành cao thượng xa đi tâm đàn án tự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính khiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận vô tánh thương hóa thương hiếp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa biết phàm là phúc lành cao thượng khi su làm việc đời tấm công đồng không sâu từ tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân hay được an toàn là phúc lành cao Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con được, xin được điền khuyết cho chi chúng á. Tới giờ con chưa thấy chi chúng cầm bích à. Nam Mô Bích Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bích Tha Thâm Má trên Bao Thóp mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa đông Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối, giờ Houston từ 7:30 đến 9:30 sáng, giờ New York từ 8:30 đến 10:30 sáng, giờ Cali từ 5:30 đến 7:30 sáng, giờ Paris từ 2:30 đến 4:30 chiều, giờ Sydney 11:30 tối đến 1:30 sáng. Con nhập hình kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu.
hôm nay. Hôm nay thứ ba, ngày 18 tháng 2 năm 2020, giáo trình Trung Bộ Kinh, Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 57 Kinh Cẩu Hành Giả, Kutkara Vatika, Sutta, từ câu 711 đến 719 sẽ được Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh liên tục không ạ? Dạ, ngài Tệ Siêu, dạ con tri ân sư. Dạ, nãy giờ con thấy đất của Đại Đức Pháp Tính cũng chạy ra chạy vào rất là nhiều lần. Dạ, hình như bên Việt Nam hôm nay đường net có vấn đề rồi. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo Nam Mô Bích Hai Giá. Dạ, con kính nhân Bích Đến Sư. Tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều ngao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thiện. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo Nam Mô Bích Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng cùng chư tôn trong đạo tràng, Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Hôm nay thứ ba, ngày 18 tháng 2 năm 2020, giáo trình bộ kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 57 kinh Cẩu Hành Giả, Kutkara Vatika Sutta, từ câu 711 đến 719 sẽ được Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Dạ, con kính bạch Thượng Tọa Giác Đẳng, con thấy ngài Tệ Siêu vào mà không có nghe được. Ngài đi ra rồi, xin Thượng Tọa Giác Đẳng cho con một tín hiệu để con kính nhân Bích Đến Sư ạ. Không biết Thượng Tọa Giác Đẳng có nghe được âm thanh con không? Con kính nhân Bích Đến Sư ạ. Nam Mô Bích Thầy ạ. Kính đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, thỉnh thoảng đường truyền của bên Việt Nam
có đôi lúc gặp hơi khó khăn trục trặc một chút. Bây giờ thì đã thấy thư tọa tự siêu vào để thỉnh thư tọa tự siêu cầm mic dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Hy vọng thư tọa tự siêu khi mà cầm mic thì thư tọa nghe rõ hơn là lúc thư tọa không cầm mic. Kính thỉnh thư tọa. Em Nam Mô Bụt Thầy Gia. Xin hỏi vị có nghe được chúng ta nói không? Dạ. Dạ xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn thượng tọa. Ngày hôm nay là ngày giảng của thượng tọa Tề Quyền, nhưng mà hôm qua thượng tọa Tề Quyền đã báo là vì bận công việc đi xa cho nên không có giảng được, mới trình với thượng tọa Giác Đẳng để giúp dừng. Không biết là hôm nay sư đệ giảng được không ạ? Sư đệ mới giảng hôm chủ nhật, ngày thứ ba giảng nữa. Sư đệ có giảng được không? Ồ, dạ, dạ thôi được, để sư huynh giảng cho bữa nay. Vậy thỉnh sư đệ điều họp. Vậy bây giờ xin thỉnh sư đệ dẫn nhập chưa? Sư đệ dẫn nhập. Vậy thỉnh sư đệ dẫn nhập đi rồi cho MC đọc bài rồi sư huynh giảng. Kính bạch thượng tọa Tề Siêu, bạch sư Công Đức và thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học một bài kinh cũng tương đối rất là đặc biệt, và ở tại các cái địa phương mà nền tín ngưỡng dân gian rất là mạnh thì chúng ta thấy thường có cái hiện tượng là người ta sùng kính những người có những đặc hữu. Ví dụ như quý vị ở miền quê á, có ông đậu nằm, ông đậu khoai, ông đậu ớt, những người họ chỉ ăn một thứ gì đó hay là họ chỉ làm cái gì hay đặt gì đậu dừa chẳng hạn, thì người ta rất kính mộ những người này. Ở trong trường hợp bài học ngày hôm nay đó là có hai vị đạo sĩ, một vị thực hành hạnh con bò và thực hành hạnh con chó. Thì đối với Ấn Độ điều này rất là bình thường, và người ở Ấn Độ rất là bình thường. Như ở tại Trung Hoa mà chúng ta nghe nói đến cái người tập võ theo hầu quyền giống như con khỉ, hay là theo xa quyền giống như con rắn quyền, giống con hạc vậy đó. Thì ở Trung Hoa thì họ tập võ theo cách đó, nhưng mà riêng ở Ấn Độ thì họ cũng có những sự hành trì. Và trong trường hợp này, cái vị hành trì theo hành con bò gọi là ngưu hành giả, và vị hành trì theo hành con chó là cẩu hành giả. Thứ vì cả hai đều đến gặp Đức Phật, và người này hỏi về cái kiếp lai sinh của người kia hỏi về kiếp lai sinh của người này. Ban đầu thì Đức Phật này không trả lời, nhưng mà sau khi các vị đã hỏi ba lần đến lần thứ tư thì Đức Phật trả lời, và ngài dạy về cái sự tương đồng giữa nhân và quả. Mời quý Phật tử nghe bài học ngày hôm nay, và sau khi
các vị MC đọc xong bài học thì chúng ta sẽ cùng thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu để giảng cho bài học này. Rất là hoan hỷ là hôm nay Thượng Tọa khỏe và Thượng Tọa Từ Siêu có thể giảng điều khuyết cho đại đức Tuệ Nguyệt, cho Thượng Tọa Tuệ Nguyệt. Quý vị Phật tử có thể đọc cho bài học. Bạch thủ sa thủ, chúng con thành kính ảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy dạ. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhục bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ, nhục bình kính chào đạo tràng. Dạ, hôm nay con chỉ được chuẩn bị điền khuyết cho Lăng Văn Nguyệt thôi. Nhưng mà giờ con bị điền khuyết luôn cho hai vị nữa nên con có nhiều sơ sức. Nếu con có gì sơ sức con mong quý ngài hoan hỷ và chỉ dạy cho con. Dạ, Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ, con xin đọc chánh kinh ạ. Hôm nay thứ ba, ngày 18 tháng 2 năm 2020, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 57, kinh Cẩu Hành Giả, Kut Kara Vatika Sutta, từ câu 711 đến 719 sẽ được ngài Tuệ Siêu thuyết giảng. 711. Tại sao gọi kinh Cẩu Hành Giả? Cẩu Hành Giả Kukura Vatika là người tu theo hạnh con chó. Thật ra bài kinh này trực tiếp liên quan tới hai đạo sĩ. Một, người chuyên thực hành giống đặc tính của con bò, Ngưu Hành Giả, và một tu theo hạnh con chó, nên tên bài kinh này được đặt theo một trong hai đạo sĩ đó. 712. Đại ý kinh Cẩu Hành Giả là gì? Thuở ấy Thế Tôn trú ở Halitdassana, một thị trấn của dân chúng Koliya, trong rừng Bá Quá Rikamba. Lúc bây giờ có hai đạo sĩ tên Bunna và Seniya đến diện kiến Phật và trình bày rằng một trong hai người hành trì hạnh con chó, còn người kia hành trì theo hạnh con bò. Họ hành trì một cách miệt mài. Họ muốn biết là với hành trì như vậy thì kiếp lai sinh sẽ thế nào. Ban đầu Đức Phật không trả lời. Nhưng sau nhiều lần khẩn khoản thỉnh cầu của họ thì Đức Phật về sự tương đồng giữa nhân và quả. Một, có nghiệp đen đưa đến quả báo đen. Hai, có nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng. Ba, có nghiệp đen trắng đưa đến quả báo đen trắng. Bốn, có nghiệp không đen không trắng đưa đến quả báo không đen không trắng, đưa đến sự đoạn tận các nghiệp. 713. Bunna Koliya Buddha và lõ thể Seniya là những nhân vật thế nào? Dạ, đạo tràng hoan hỷ cho ngài Tuệ Siêu biết được là ngài nghe không được rõ lắm, nhưng mà âm thanh ngài rất tốt để ngài yên tâm ngài giảng dạy buổi học ngày hôm nay dùm. Dạ, cảm ơn Như Quang. Dạ, kính mong đạo tràng chắc lên dùm Nhật Quỳnh ạ. Dạ, cả hai đều là những đạo sĩ tinh cần thực tập đặc hạnh Sê Ni Giá theo hạnh con chó, Bunna Koliya Buddha theo hạnh con bò. Hai người đến gặp Đức Phật
Người này hỏi về cảnh giới tái sanh tương lai của người kia. 714. Hai đạo sĩ đã hỏi gì và tại sao Đức Phật ban đầu giữ im lặng? Trong tín ngưỡng nhân gian, người ta thường ngưỡng mộ những người có đặc hạnh như ông đạo nằm, chuyên nằm, ông đạo dừa, vân vân. Khi hai đạo sĩ Cẩu Hành Giả và Ngu Hành Giả hỏi về quả lai sanh của sự hành trì, Đức Thế Tôn đã từ chối không trả lời. Ba lần đến lần thứ tư thì Đức Thế Tôn đã dạy: Này Bunna, thật sự ta đã không chấp nhận câu hỏi của ông và đã nói: Thôi vừa rồi Bunna, hãy dừng lại đây, chớ có hỏi ta nữa. Tuy vậy, ta sẽ trả lời cho ông. Ở đây, này Bunna, người nào hành trì hạnh con chó một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì giới con chó một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì tâm con chó một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì uy nghi con chó một cách hoàn toàn viên mãn, sau khi thân hại mạng chung sẽ sanh thân hữu cùng với các loài chó. Và ngài cũng nói rõ, nếu ông ấy có tà kiến như sau: do giới này, hạnh này, khổ hạnh này hay phạm hạnh này, ta sẽ thành chư thiên này hay chư thiên khác. Thời này Bún Ná, đối với kẻ có tà kiến, ta nói có một trong hai sanh thú như sau: địa ngục hay bàn sanh. Như vậy, này Bún Ná, nếu hạnh con chó được thành tựu, thời được sanh trong loài chó. Nếu không được thành tựu, thời được sanh trong địa ngục. Câu trả lời cũng tương tự đối với vị tu theo hạnh con bò. 715. Thế nào là nghiệp đen đưa đến quả báo đen? Đó là người sống nếp sống tổn hại, gây khổ cho bản thân hay cho tha nhân, nên kiếp sau có quả dị thục tương đương. Ở đây, này Bún Ná, người tạo ra thân hành có tổn hại, tạo ra khẩu hành có tổn hại, tạo ra ý hành có tổn hại. Sau khi tạo ra thân hành có tổn hại, khẩu hành có tổn hại, hành có tổn hại, vị này được sanh vào thế giới có tổn hại. Vì phải sanh vào thế giới có tổn hại, vị này cảm xúc những cảm xúc tổn hại. Do cảm xúc những cảm xúc có tổn hại, vị này cảm thọ những cảm thọ có tổn hại, thuần nhất khổ thọ như các chúng sanh trong địa ngục. Như vậy, này Bún Ná, là sự sanh khởi của một chúng sanh tùy thuộc ở chúng sanh. Chúng sanh ấy sanh khởi tùy thuộc hành động của mình. Và khi chúng sanh ấy đã sanh, thời các cảm xúc kích thích mình. Do vậy, này Bún Ná, ta nói các chúng sanh là thượng nghiệp của mình. Như vậy, này Bún Ná, được gọi là nghiệp đen đưa đến quả báo đen. 716. Thế nào là nghiệp trắng đưa đến quả trắng? Đó là người sống với nếp sống vô hại, an tịnh, cho bản thân hay cho tha nhân, nên kiếp sau có quả dị thục tương đương. Ở đây, này Bún Ná, có người làm thân hành không không có tổn hại, làm khẩu hành không có tổn hại, làm ý hành không không có tổn hại. Sau khi làm thân hành không không có tổn hại, khẩu hành không không có tổn hại, ý hành không không có tổn hại, vị này được sanh nhờ thế giới không có tổn hại. Vì phải sanh vào thế giới không không có tổn hại, vị cảm xúc những cảm xúc không không có tổn hại. Do cảm xúc những cảm xúc không không có tổn hại, vị này cảm thọ những cảm thọ không không có tổn hại, thuần nhất lạc thọ như chư thiên sư phát kinh há biến tịnh thiên.
Như vậy, này Bính Á, là sự sanh khởi của một chúng sanh tùy thuộc ở chúng sanh. Chúng sanh ấy sanh khởi tùy thuộc hành động của mình. Và khi chúng sanh ấy đã sanh, thời các cảm xúc kích thích chúng sanh ấy. Do vậy, này Bính Á, ta nói, các chúng sanh là thừa tự hành nghiệp của mình. Như vậy, này Bính Á, được gọi là nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng. 717. Thế nào là nghiệp đen trắng đưa đến quả báo đen trắng? Đó là người sống có nếp sống pha lẫn đen và trắng, thì quả dị trục cũng pha lẫn đen, pha lẫn trắng và đen. Ở đây, này Bính Á, có người làm các thân hành có tổn hại và không tổn hại, các khẩu hành có tổn hại và không tổn hại, các ý hành có tổn hại và không tổn hại. Sau khi làm các thân hành có tổn hại và không tổn hại, khẩu hành có tổn hại và không tổn hại, ý hành có tổn hại và không tổn hại, vị này được sanh vào thế giới có tổn hại và không tổn hại. Vì phải sanh vào thế giới có tổn hại và không tổn hại, vị này cảm xúc những cảm xúc có tổn hại và không tổn hại. Do cảm xúc những cảm xúc có tổn hại và không tổn hại, vị này cảm thọ những cảm thọ có tổn hại và không tổn hại. Có lạc thọ khổ, có lạc thọ khổ thọ xen lẫn như một số loài người, một số chư thiên và một số chúng sanh trong đọa xứ. Như vậy, này Bính Á, là sự sanh khởi của một chúng sanh tùy thuộc ở chúng sanh. Chúng sanh ấy sanh khởi tùy thuộc hành động của mình. Và khi chúng sanh ấy đã sanh, thời các cảm xúc kích thích chúng sanh ấy. Do vậy, này Bính Á, ta nói, các chúng sanh là thừa tự hành nghiệp của mình. Như vậy, này Bính Á, được gọi là nghiệp đen trắng đưa đến quả báo đen trắng. 718. Thế nào là nghiệp nghiệp không đen trắng đưa đến quả báo không đen trắng, đưa đến sự đoạn tận các nghiệp? Đó là thuộc tánh tư Cetana Cetasika trong tâm tứ đạo. Ở đây, này Bính Á, chỗ nào có ý chí Cetana tư tâm sở đoạn trừ nghiệp đen đưa đến quả báo đen, và đoạn trừ nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng, đưa đến không trắng không đen. Ở đây, này Bính Á, chỗ nào có ý chí như vậy, này Bính Á, được gọi là nghiệp không đen trắng đưa đến quả báo không đen trắng, nghiệp đưa đến đoạn tận các nghiệp. Bản dịch tiếng Việt trong đoạn này nguyên văn có nhiều chỗ sơ, chỗ sai cần sửa lại. 719. Sau khi nghe Đức Thế Tôn dạy về sự tương đồng nghiệp quả hai đạo sĩ ra sao, Buna Koli Yabutta phát tâm bi y tam bảo, trở thành một Phật tử cư sĩ Seniya, phát tâm xuất gia theo Đức Phật, được đặt cách thọ đại giới không qua thời gian biệt trú, và vị này sau đó chứng quả vô sanh ứng cúng. Dạ, Nam Mô Bố Tha giá. Dạ, con thấy ngài Tỳ Siêu đã nghe được và thấy rõ rồi. Dạ, Nam Mô Bố Tha giá. Bây giờ thì đoạn chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bố Tha giá. Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. À.
Nam mô Bụt Thầy. Nô tham mê chân Nam mô Sang Khai. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chúng tinh văn đệ tử Phật. Kính chào chư Tùng Đức và thân chào tất cả quý Phật tử. Trước hết thì xin Thượng Tọa Giáo Trưởng kiểm tra lại dùm trong cái bài đọc của chúng ta đó. Trong cái câu trích dẫn về nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng đó, sao ở đây có người làm thân hành không tổn hại, làm khẩu hành không không có tổn hại, làm ý hành không không có tổn hại, sao phải lặp đi lặp lại chữ không không đó? Xin các vị cái chỗ đó, cái chữ mà thân hành không không có tổn hại đó, cái chỗ này một là trong nguyên bản dịch không có, bản dịch là không tổn hại thôi, thân hành không có tổn hại, khẩu hành không có tổn hại, ý hành không có tổn hại. Và cái chữ không không có tổn hại đó thì nó có nghĩa là có tổn hại. Không không có tổn hại có nghĩa là có tổn hại. Mà có tổn hại thì không thể nào là cái nghiệp trắng được, không thể là nghiệp trắng được. Cho nên cái chỗ này chúng ta chú ý để bài học chúng ta lưu lại. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học về cái bài học Kukura Vatikasota là kinh Cẩu Hành Giả. Bản cũ là Cẩu Hành Giả, kinh hành. Khi mà nói kinh hành con chó thì các bạn kinh đang nghe nó hơi kỳ chút xíu. Cho nên chúng ta chẳng thà để chữ Hán cái tên cái bài này là kinh Cẩu Hành Giả. Vì rằng cái bài kinh này đề cập đến hai vị hành giả tu cái hạnh kỳ quái là Punna Kuryapata, thì tu theo hạnh con bò gọi là Ngưu Hành Giả. Trên đầu đội một cái ghế có hai bên, rồi ở phía sau lưng cột cái đuôi giống như con bò vậy đó. Còn một vị là Buddha hay là Siddhiya. Xin đi giá thì tu theo cái hành con chó, chấp trì cái hành con chó, sinh hoạt, ăn uống giống như con chó vậy đó, làm điệu bộ giống như con chó. Khi nãy chúng tôi có nghe thoáng qua trong cái lời dẫn nhập của Thượng Tọa Giác Đẳng, thì ở đây xưa kia khi con người
chưa có cái vũ khí tối tân, họ phải rèn luyện cái võ thuật để họ tự vệ. Thì trong cái võ thuật đó nó có cả những cái loại quyền, quyền cước. Và nó kỳ quái, tức là thí dụ như hậu quyền là cái cách mà họ, cái thế đánh đó, họ nhảy nhót tránh né cũng giống như là con khỉ vậy đó. Họ xà quyền thì như là con rắn, rắn mà nó ngóc đầu lên và nó chuẩn bị nó mổ đến đối phương. Rồi hổ quyền, long quyền, nó có nhiều. Nhưng mà đối với võ thuật quyền cước á, thì theo mấy cái thế quyền của con bò cạp hay là con khỉ hoặc là con rắn thì được. Nhưng mà bên Ấn Độ á, thì có người họ chấp trì nó cũng được liệt vào trong cái dạng mà khổ hạnh. Nhưng mà cái này đó là nó riêng biệt, nghĩa là có mình anh ta tu thôi, anh ta tu theo cái hành đó, chứ không phải là phổ thông đến tất cả mọi vị hành giả của hành. Và như vậy hai nhân vật ở trong bài kinh này là Sendiya tu theo cái hành con chó, còn Buddha, Buddha thì tu theo cái hành con bò. Cái chỗ này thì chúng ta không phải con chó nó có cái hạnh tu mà mình bắt chước, không phải vậy. Không phải con bò có hạnh tu mà ông đó bắt chước, phải. Nhưng mà vì khi mà hai nhân vật này, một ông thì thấy cái hiện tượng ở xa có một cái ánh sáng, ban đêm ánh sáng nó sẹt lên ngay chỗ đó, thì anh ta lần mò đi đến xem thì thấy con bò nó chết, cho nên anh ta khởi lên cái chấp kiến là nếu như mà mình tu theo cái hạnh là làm giống như con bò, mình sẽ được sanh thiên. Rồi còn cẩu hành giả quý vị, xin giá quý vị, khi mà nhìn thấy một ánh sáng lóe lên ở nơi kia, đi đến gần thì mới thấy là xác con chó chết, thấy con chó mới khởi lên cái tư tưởng chấp hành vậy. Rồi từ đó về sau cũng là tu, nhưng mà làm theo cái kiểu cách của con chó. Hai ông tu như vậy đó suốt một thời gian dài chứ không phải là ngắn. Khoảng chừng 5-3 năm vậy đó. Thì khi mà hai ông này đi đến hỏi Đức Phật đó, thì thầy hỏi giùm ông kia Ngưu hành giả, hỏi Đức Thế Tôn rằng: Sendiya tu hạnh giống như con chó,
thì kết quả sẽ như thế nào, chết sẽ sanh về đâu, thì Đức Phật Ngài ngăn cản, Ngài chặn đứng cái câu hỏi đó 3 lần. Ngài bảo hãy dừng lại, chớ có hỏi được. Tất nhiên là chúng ta phải hiểu rằng là Đức Thế Tôn Ngài biết, chứ không phải là Ngài bí lối. Ngài biết rõ, nhưng mà vì Ngài không có đột ngột mà trả lời sẽ làm cho ông Kim phẫn nộ, ông tức tối tưởng đâu là Ngài nói xiên xỏ. Cho nên Đức Phật Ngài cản 3 lần. Lần thứ 2 cô hỏi, rồi lần thứ 3 cô nói cô hỏi. Cuối cùng thì Đức Thế Tôn Ngài nói cho biết, người mà tu theo cái chấp trì cái hạnh giống như con chó á, sau khi mệnh chung sẽ sanh vào cái chủng loại của loài chó. Nếu như đang tu theo cái hạnh đó mà khởi lên cái ác tà kiến, chấp sai, cho rằng với phẩm hạnh này ta sẽ được sanh thiên, thì do cái, đối với người có tà kiến thì sau khi mệnh chung, một là họ sanh xuống địa ngục, hai là sanh vào cái loài bạc sanh, có 2 con đường đó. Thì lúc bây giờ xin đi giá nghe như vậy mới khóc. Đức Phật nói ta đã ngăn 3 lần, nhưng mà Quỳnh Á vẫn hỏi. Thì ông xin đi giá nói con khóc không phải gì, Đức Thế Tôn nói cái điều đó con xấu hổ đâu, con khóc tại vì con đã bỏ thời gian dài vô ích, thực hành không có lợi ích gì hết, nó phí quá. Rồi Siddhartha mới hỏi Đức Phật về ông bạn của mình tu hành giống như con bò sẽ tái sinh như thế nào. Đức Phật này cũng ngăn lại 3 lần, và cuối cùng thì Đức Thế Tôn Ngài cho biết, người mà tu, người mà làm cái hạnh giống như con bò thì sau khi chết sanh vào chủng loại loài bò. Nếu người đó có ác tà kiến, nghĩ rằng với cái phẩm hạnh này ta sẽ được sanh thiên, thì người đó, người đối với người có tà kiến, khi họ chết sanh xuống địa ngục hoặc là bàn sanh, có 2 cảnh giới dành cho họ. Thì Buddha, Cô Lê Giáp Bồ Tát cũng khóc và cũng trình bày giống như vậy, là vì con đã bỏ thời gian dài không có lợi ích nên con cảm thấy khổ. Hai người này cũng có nhân duyên với Đức Phật, có nhân duyên Phật Pháp, cho nên khi mà nghe Đức Thế Tôn Ngài giải thích như vậy đó, thì hai người đó cảm thấy nuối tiếc cái thời gian mình bỏ ra vô ích quá. Họ đã đặt niềm tin nơi Đức Phật, thì họ mới thỉnh cầu Đức Thế Tôn thuyết pháp cho họ nghe. Đức Thế Tôn là mới giảng về 4 loại nghiệp mà Ngài đã tự mình chứng tri, chứng ngộ và tuyên thuyết. Thứ nhất là có nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng, có nghiệp đen đưa đến quả báo đen, có nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng, có nghiệp đen trắng đưa đến quả báo đen trắng, có nghiệp không đen trắng đưa đến quả báo không đen trắng, nghiệp đưa đến đoạn tận nghiệp. Rồi Đức Thế Tôn giải thích cho hai vị hành giả đó nghe. Ở trong
Bốn loại nghiệp này mà Đức Thế Tôn giải thích sẽ giúp cho chúng ta hiểu một cách tường tận hơn về những cái nghiệp thiện, nghiệp bất thiện đó. Gọi là nghiệp đen ở đây tức là cái nghiệp bất thiện hay là nghiệp ác. Còn nghiệp trắng ở đây tức là ám chỉ cho cái nghiệp thiện, nghiệp lành. Nghiệp đen, kết quả đen tức là một người làm cái thân hành, làm thân hành có tổn hại, ra khẩu hành có tổn hại, tạo ra ý hành có tổn hại. Sau khi tạo ra thân hành, khẩu hành, ý hành có tổn hại như vậy, nó được sanh vào cái thế giới có tổn hại. Vì phải sanh vào cái thế giới có tổn hại nên người này cảm xúc những cảm xúc có tổn hại. Do cảm xúc những cảm xúc có tổn hại, người này cảm thọ những cảm thọ có tổn hại, thuận nhất khổ thọ như là chúng sanh ở trong địa ngục. Như vậy là sự sanh khởi của một chúng sanh tùy thuộc ở chúng sanh. Chúng sanh ấy sanh khởi tùy thuộc hành động của mình. Khi chúng sanh ấy đã sanh, thời các cảm xúc kích thích chúng sanh ấy. Do vậy ta nói các chúng sanh là thừa tự hạnh nghiệp của mình. Như vậy được gọi là nghiệp đen, kết nghiệp đen, quả báo đen, hay là đưa đến kết quả đen. Ở đây thưa quý vị, một cách rất rõ ràng là chúng ta phải hiểu, khi một người tạo ác nghiệp đưa đến cái sự tổn hại cho chúng sinh khác, gây hệ làm cái thân ác ý ác mà đem đến đau khổ cho chúng sinh khác, thì sau khi mà chúng họ sẽ sanh vào cái thế giới có tổn hại, tức là cái thế giới có nhiều hoàn cảnh nghiệt ngã như là thiên tai, dịch bệnh, vân vân. Rồi ở trong cái thế giới đó đó, nó phải chịu cái cảm xúc tổn hại. Mà hễ có cảm xúc tổn hại thì đưa đến cảm thọ tổn hại. Thì chúng ta nên hiểu rằng không phải khi một người mà họ làm các cái ác nghiệp rồi có người khác, có người ghi chép phán quan ở dưới địa ngục và ghi chép luận tội, rồi sẽ kêu án phải đi qua bên cái cửa ngục này hay cửa ngục khác để hành hình. Không phải vậy, bởi chính do nghiệp của chúng sanh đó, hễ mà làm cái thân hành có tổn hại đến mức độ như thế nào, làm cái khẩu hành tức là nói nó có cái tổn hại đến mức độ như thế nào, và tạo cái ý hành có tổn hại đến mức độ như thế nào, thì chính đó khi mà tái sanh nó tương đương với
cái cảm thọ đó. Chúng ta cũng lấy ví dụ giống như là một người mà họ bốc cái cục than ở trong lò để họ ném liệng người khác. Hễ cái cục than đó nó chỉ mới có ngúng khói thì như vậy liệng trúng người ta thì người ta chỉ nóng, và bản thân của cái người liệng đó, người ném thì nó chỉ là nóng tay thôi. Nhưng mà nếu nó liệng người ta bằng một cái cục than cháy đỏ thì nó phải bị nóng phỏng. Cái đó chúng ta gọi là hãy cái mức độ tổn hại cho chúng sanh khác bao nhiêu thì cái cảm thọ quả của người này nó sẽ phải bị tổn hại bấy nhiêu. Cái đó là do cái nghiệp chúng sanh thôi. Hễ chúng sanh nào tạo cái nghiệp không tốt đẹp thì sẽ bị cái quả không tốt đẹp. Nhưng ở đây cái vấn đề nghiệp trắng, ở cái nghiệp đen, kết quả đen đó, là Đức Phật Ngài nhấn mạnh ở chỗ là cái người tạo cái ác nghiệp mà thuần ác, cho nên khi mà chết phải sanh xuống địa ngục, phải bị thuần khổ. Còn thế nào là cái nghiệp đưa đến quả báo trắng? Thì ở đây Đức Phật Ngài giải thích rằng có người làm thân hành không có tổn hại, làm khẩu hành không có tổn hại, làm ý hành không có tổn hại. Sau khi làm thân hành không tổn hại, khẩu hành không tổn hại, ý hành không tổn hại thì nó được sanh vào thế giới không có tổn hại. Thế giới không có tổn hại vì phải tái sanh vào thế giới không có tổn hại, cho nên người này cảm xúc những cảm xúc không có tổn hại. Do cảm xúc những cảm xúc không có tổn hại, người này cảm thọ những cảm thọ không có tổn hại, thuận nhất lạc thọ, như chư thiên xuất phát kinh ha, ở biến tịnh thiên. Như vậy ở đây là cái nghiệp thứ hai là thuần, là thuần thiện, là chỉ cho những cái pháp như là thiền định chẳng hạn. Thì ý nghĩa cũng tương tự như vậy. Hễ chúng ta làm một cái thân hành, khẩu hành, ý hành mà không có hại chúng sanh khác, không có tổn hại cho chúng sanh khác, thì hễ mình gieo cái nghiệp mà không có tổn hại chúng sanh khác thì bản thân mình đâu có bị cái hậu quả đó, đâu có bị hậu quả đó. Cho nên hễ mình đem lại cho người khác một cái niềm vui, tạo cho người ta một sự thoải mái, một sự an toàn thì chúng ta sẽ được thọ lệnh cái quả báo của cảm giác an lạc. Từ ở chỗ này chúng ta mới hiểu rằng là giữa cái thiện và ác đó, chưa nói chi là cái quả báo ngay trong hiện tại. Người nào mà khởi lên cái ác ý sân hận với chúng sanh khác thì người đó đã tự làm khổ mình. Ngược lại, người mà có tâm từ mát mẻ với chúng sanh khác, luôn luôn có thái độ ôn hòa cởi mở với người khác thì tự bản chất của tâm thiện đó làm cho người này mát mẻ an vui.
Cái đó là chúng ta lấy thiết thực cái trong hiện tại để chúng ta chứng minh. Còn nói gì trong tương lai thì chúng ta sẽ, người đó họ sẽ gặt cái quả, quả báo tương tự như những gì, những cảm giác nào mà mình đã tạo cho chúng sanh khác. Bởi vậy đây là cái bài học mà chúng ta cần phải hiểu để chúng ta tu tập và chúng ta biết làm những gì để có cái quả báo tốt đẹp trong tương lai cho mình. Và chúng ta phải từ bỏ những cái hành động gì để trong tương lai chúng ta tránh được những cái quả báo tổn hại đó. Chúng ta phải biết cách nhiều, chớ đừng có chúng ta bưng bít cho cái hành vi của mình, nói tại tánh tôi như vậy đó, tôi hay dễ cọc tính, hãy nói ra nhiều khi không muốn chửi nhưng mà cũng chửi người khác. Khi mà giận lên tôi không muốn đánh người khác, nhưng mà tự nhiên khi mà bực tức tôi giận không được, mình nói như vậy thì mình nói để cho người khác họ thông cảm cho mình thôi, chứ thật ra thì cái tâm ác độc, hành động ác độc, lời nói ác độc của mình như thế nào thì tự nó sẽ phát sinh lên cái quả độc ác cho mình, quả độc ác cho mình. Nó chỉ có một điểm. Rồi thưa quý vị, thế nào là nghiệp đen trắng, đưa đến quả báo đen trắng? Ở đây Đức Phật giải thích rằng có người làm thân hành có tổn hại và không có tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại và không có tổn hại, làm ý hành có tổn hại và không có tổn hại. Tức là họ làm thiện cũng có và làm ác có, thân khẩu ý hiền thiện cũng có mà họ cũng có tạo ra thân khẩu ý hung ác cũng có. Và do vì nghiệp trắng và đen lẫn lộn nên kết quả cũng trắng và đen lẫn lộn. Đức Phật lại nói rằng sau khi làm các thân ác hành có tổn hại và không tổn hại, làm các khẩu hành có tổn hại và không tổn hại, ý hành có tổn hại và không tổn hại, người này được sanh vào thế giới có tổn hại và không có tổn hại. Vì phải sanh vào thế giới có tổn hại và không có tổn hại nên người này cảm xúc những cảm xúc có tổn hại và không có tổn hại. Do những cảm xúc có tổn hại và không tổn hại nên người này cảm thọ có tổn hại và không có tổn hại. Tức là có lạc khổ xen lẫn, có lạc thọ khổ thọ xen lẫn. Như một số loài người, một số chư thiên và một số chúng sanh trong đọa xứ. Ở đây chúng ta tưởng thế giới loài người của chúng ta là do gì đời trước chúng ta tạo những cái nghiệp trắng đen, thiện ác lẫn lộn. Cho nên bây giờ khi mà sanh vào cái thế giới rồi người này thì chúng ta phải bị cái hậu quả vui khổ lẫn lộn, hậu quả vui khổ lẫn lộn. Như vậy là khi mà chúng ta sống mà chúng ta bị cái quả báo, cái cảm thọ khổ hay lạc, hay là khổ lạc lẫn lộn, thì chúng ta đừng có trách ai hết, mà chúng ta sau khi học xong bài kinh này chúng ta mới nhận thức được rằng do vì
ngày trước, kiếp quá khứ, có lẽ ta cũng đã từng tạo những cái nghiệp khó thiện và ác lẫn lộn. Cho nên bây giờ được sanh làm người, thỉnh thoảng thì chúng ta cũng được ăn ngon, cũng mặc đẹp. Chúng ta cũng được, thỉnh thoảng chúng ta ở trong bóng mát, ở trong một cái phòng có máy điều hòa khí. Thỉnh thoảng thì chúng ta cũng phải vừa khổ, bị nợ nần chồng chất, thiếu ăn thiếu mặc, hay là đau bệnh vân vân. Thì như vậy nó có vui, có kiếp cười của chúng ta đó là có vui khổ lẫn lộn, do vì ở trong quá khứ chúng ta đã tạo những cái nghiệp lẫn lộn có thiện và có ác. Như vậy thì nghiệp trắng đen, kết quả trắng đen ở đây là ám chỉ cho ý nghĩa người mà tạo nghiệp thiện ác lẫn lộn thì sẽ có kết quả vui khổ lẫn lộn. Chúng ta hiểu đến chừng đó. Rồi Đức Thế Tôn Ngài giảng: và này Bồ Tát, thế nào là nghĩa không đen không trắng, đưa đến quả báo không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn tận các nghiệp. Cái cách mà lập luận đó thì phải lập luận theo gọi là tứ phần luận. Nghiệp trắng quả trắng, nghiệp đen quả đen, nghiệp trắng đen kết quả trắng đen, nghiệp không trắng không đen kết quả không trắng không đen, là phân ra như vậy. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu theo ví dụ pháp á, thì nghiệp không trắng không đen á, thì có, nhưng mà không có quả báo nào mà quả báo không trắng không đen. Bởi vì cái tâm vị thuộc quả nó chỉ có hai trường hợp thôi. Tâm vị thuộc quả chỉ có hai trường hợp, tức là tâm vị thuộc quả vipakacitta là quả của thiện, quả của bất thiện, quả thiện quả bất thiện. Nhưng mà còn vấn đề nghiệp không trắng không đen đó, thì ở đây tư tâm sở gọi là Chetana Chetasika, từ đó được gọi là Kamma. Như câu Phật ngôn Đức Phật nói: Chetana hăng thikkhave kammang vadami, kammang vadami. Này các vị kheo, ta nói Chetana tư là nghiệp, thì như vậy đó, tư tâm sở này nó phối hợp trong tất cả 121 tâm. Nhưng mà tư tâm sở ở trong 12 tâm bất thiện đó, thì tư tâm sở này nó trở thành nghiệp đen. Còn tư tâm sở mà ở trong 37 tâm thiện thì gọi là nghiệp trắng. Còn tư tâm sở ở trong 72 tâm vô ký thì tư đó đó chỉ là câu sanh nghiệp duyên, sa cha tác, tức là cái chức năng của nó là đề đốc tổ chức cho các cái pháp tương ưng
như là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, mà tương ưng với nó thôi, tương ưng với tư. Nó làm cái công việc đề đốc tổ chức cho các cái pháp đồng sanh làm việc chi phối cảnh. Còn tư ở trong thiện, trong bất thiện, động lực thiện, động lực bất thiện, tư chetana đó nó đóng hai vai trò. Một là cái vai trò điều động các pháp tương ưng làm việc xử lý cảnh. Trường hợp này gọi là câu sanh nghiệp duyên. Đối với tư thiện, tư bất thiện đó, nó còn có một cái chức năng thứ hai đó, là nó tạo ra cái quả dị thục, thì bản thân nó tác thành cái nghiệp dị thời, rồi na nắc hay để cắt cầm mắt, nó đưa đến quả lời. Thì tư thiện, tư bất thiện thì cái này là nghiệp trắng hoặc là nghiệp đen, đưa đến cái quả dị thục là quả vui hay quả khổ. Cho nên tư tâm sở đó mà nó phối hợp ở trong các cái tâm vô ký, quả vô ký tốn, thì cái tư đó nó không tác thành nghiệp trắng hay là nghiệp đen, nó không có tác thành nghiệp trắng nghiệp đen. Chúng ta gọi tư trong trường hợp đó, đó được là gọi là nghiệp, tức là câu sinh nghiệp, nghiệp không trắng không đen, là bởi vì tư vô ký quả, tư vô ký tố, thì cái này là cái nghiệp không trắng không đen, nó không có thành nghiệp. Nhưng mà khi Đức Phật Ngài nói một cái câu nghiệp đưa đến đoạn tận các nghiệp, nghiệp đưa đến đoạn tận các nghiệp là tư tâm sở ở trong tâm siêu thế. Tâm siêu thế là tâm động lực, mà tư tâm sở trong đó là đoạn tận nghiệp thiện hay nghiệp ác, đoạn tận. Bởi vì cái nghiệp thiện hay nghiệp ác, nghiệp trắng hay nghiệp đen đó, suy cho cùng thì cái nghiệp trắng và nghiệp đen đó nó được kết thành bởi vô với phiền não luân hồi, tức là vô minh và ái thủ, vô minh ái thủ. Từ cái vô minh đó nó mới duyên cho hành, tức là có phúc hành, bất đồng hành thì đó là nghiệp trắng, mà phi phúc hành đó, thì đó là cái nghiệp đen, là do vô minh đi chi phối. Ái và thủ nó tạo ra hữu, phá quá ở đây là tâm, phá quá là nghiệp hữu, tức là nó tạo ra nghiệp hữu thiện gọi là nghiệp trắng, và nghiệp hữu bất thiện gọi là nghiệp đen. Như vậy thì tất cả những tư thiện hay tướng bất thiện nó đều là nghiệp trắng hay là nghiệp đen, để tạo ra cái quả trắng
quả đen. Nhưng mà nghiệp không trắng, không đen là chỉ cho hai trường hợp. Một là tương ưng với tâm quả tâm tố, hay là tương ưng tâm vô ký. Và hai là chỉ cho tư ở trong tâm đạo nó sát trừ phiền não, đoạn tận các nghiệp. Bởi vì sau khi đắc đạo quả, diệt được vô minh và ái rồi, trở thành một vị A La Hán đó, thì lúc đó cái nghiệp được đoạn tận, không còn có sự tái sanh trong tương lai nữa. Như vậy chúng ta phải hiểu, chứ không có một cái loại nghiệp riêng lẽ nào gọi là không trắng không đen. Còn ngược lại, chúng ta lưu lại một chút, chúng ta nói về cái nghiệp có trắng đen lẫn lộn, thì chúng ta cũng nên hiểu như thế này. Người mà thỉnh thoảng làm các công đức phước báo như bố thí, trì giới, nuôi vân, thì như vậy và lúc đó là lúc tạo nghiệp trắng. Thỉnh thoảng người đó có sát sanh trộm cắp, thì như vậy gọi là họ tạo nghiệp đen. Thì trong đời sống của người đó có khi tạo thiện nghiệp, có khi tạo ác nghiệp, cho nên mới gọi là nghiệp trắng và đen. Thì kết quả trong tương lai vui và khổ. Chớ ở đây không có trường hợp nào một chetana tương ứng với một sát na tâm động lực, mà trong đó nó một phần là đen, một phần là trắng. Không phải như vậy. Hễ tâm thiện là tâm thiện, sát na tâm bất thiện là tâm bất thiện, chứ không có thể lẫn lộn. Nhưng mà tại vì nói theo kinh tạng đó, thì thuyết như vậy để cho chúng ta, một người sơ cơ họ có thể nghe và họ chấp nhận được, họ hiểu được, cho nên mới nói nghiệp trắng đen lẫn lộn. Thí dụ như có người họ có cái tánh khí nghĩa hiệp, họ thấy người khác bị hiếp đáp, bị đánh đập, người đó liền ra tay cứu giúp nạn nhân bằng cách là đánh đuổi cái người hành hung đó. Thì ngay trong lúc mà người này vì thương người kia bị hại, thì lúc đó là cái nghiệp trắng. Nhưng mà khi người này đánh đập kẻ thù và có thể giết chết kẻ thù, thì đó là cái nghiệp đen. Thì trong trường hợp này có trắng đen lẫn lộn. Hoặc là có trường hợp là có người họ đi ăn cướp của giàu, họ bố thí lại cho người nghèo, thiên hạ thì cho rằng cái hành động đó là cái hành động tốt, trượng nghĩa. Nhưng mà nói về cái luật nghiệp báo thì chúng ta thấy rồi, hãy đi dầu cho người ta giàu do vì người ta tham lam hay là người ta như thế nào đi nữa không biết, mà tài sản của người ta thì là của người ta thôi, mình đi làm cướp tức là mình đã tạo cái nghiệp đen. Rồi tạo xong rồi mà đem bố thí lại cho người nghèo thì đó tạo nghiệp trắng. Thì cái này chúng ta phải hiểu đó là trắng đen lẫn lộn, trắng đen lẫn lộn.
chứ không thể nào trong một sát na tâm mà vừa có, trong một sát na tâm động lực mà vừa có những cái tâm sở bất thiện và tâm sở tịnh hảo phối hợp chung cũng có. Nó không thể phối hợp chung. Cũng ví dụ như là trường hợp khi mà chúng ta lên ăn cơm đó, trong cái thức ăn của chúng ta có những thức ăn mặn, thức ăn ngọt, rồi khi mà nghe nói rằng trong bữa ăn của mình có đủ mặn ngọt chua cay vân vân, nghe vậy chúng ta cứ nghĩ rằng là, tôi nghĩ rằng là những canh, những đồ kho hay là nhà, những ly nước trái cây đổ trộn lộn lại rồi mình ăn cái đó, không phải gì mà mình ăn cái trước và cái sau. Ăn cái trước và cái sau thì cũng trong một ngày đó, trong những buổi ăn đó đó mà chúng ta có lúc thì ăn món này, có lúc ăn món kia, có lúc ăn mặn, có lúc ăn ngọt, thì trong trường hợp này chúng ta nói là bữa ăn các cái chất nó lẫn lộn với nhau. Thì cũng vậy, ở đây ví dụ này như thế nào thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là khi mà một người thỉnh thoảng họ làm, đời sống của họ thỉnh thoảng có làm thiện, thỉnh thoảng có làm ác, thì như vậy gọi là trắng đen lẫn lộn. Trở lại thưa quý vị, là chúng ta nói về cái việc không trắng không đen. Tư tâm sở mình nó phối hợp ở trong cái tâm tốt của vị A-la-hán, thì tư tâm sở đó chỉ là câu sanh nghiệp duyên, như chúng ta đã nói, chớ không thành vị thần nghiệp duyên. Mà câu sanh nghiệp duyên thì nó không có đưa đến quả báo. Tâm tốt vị A-la-hán là không có tạo nghiệp để đưa đến quả báo trong tương lai. Không có quả báo vì các ngài đã diệt trừ được cái nguyên nhân ươm mầm thiện ác, thì đã kết thúc, đã đoạn tận được cái nghiệp, cái chủng tử nghiệp thiện nghiệp ác. Cho nên ở chỗ này chúng ta phải hiểu cái khó của chúng ta là khi mà chúng ta đọc vào bài này chúng ta khó rút được. Bởi chúng ta suy nghĩ, nếu là tâm của vị A-la-hán tại sao gọi là nghiệp không trắng không đen, kết quả không trắng không đen? Cái trường hợp này nói là để nói như vậy thôi cho nó đủ tứ phân lượng, tứ phân lượng, chứ chúng ta nó không thể nào có cái quả báo nào như vậy được. Bởi vì nếu mà chúng ta hiểu là có cái quả báo không trắng không đen á, thì chúng ta nghĩ rằng nếu như vậy thì trong cái đời sống hàng ngày mình cũng không có làm thiện, không có làm ác, nhưng mà cũng không có làm thiện. Cho nên đời sau sanh ra thì cũng không vui mà cũng không có khổ. Như vậy là chúng ta hiểu sai. Rồi thưa quý vị, sau khi nghe bài pháp của Đức Thế Tôn đã thuyết giảng về bốn loại nghiệp như thế, thì ông Bun Đắc Quy Giúp Bồ Tát đã hoan hỷ tán thán Đức Phật. Nhưng người dựng đứng lên như bị quăng ngã, chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem đèn trong vào trong bóng tối cho những ai có mắt có thể thấy sắc cũng vậy.
chánh pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng. Nay con xin quy Phật, quy pháp, quy chúng tỳ kheo, xin Thế Tôn nhận biết cho con là một cận sự nam từ đến trọn đời quy ngưỡng. Thì ông Punat Koliyavata nghe pháp xong quan hỷ, ông quy Tam Bảo trở thành một cận sự nam. Còn riêng về Sinhya, cẩu hành giả, sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp đã tán Đức Phật, những người dựng đứng lên những gì bị quân ngã, phơi bày cái gì bị dấu kín, vân vân. Nay tôi xin quy Phật, quy Tăng và Đức Thế Tôn, xin cho con được xuất gia dưới sự hướng dẫn của Đức Thế Tôn. Lẽ ra thì Đức Thế Tôn biết rõ cái hành trạng, hạnh nghiệp của mỗi người, nhưng mà Ngài cũng phải theo cái nguyên tắc một chút về cái luật lệ Ngài đã ban hành chúng tỳ kheo, để đời sau người ta đừng có tranh luận nhau về vấn đề này. Này Sinhya, những ai xưa kia là ngoại đạo, khi mà muốn gia nhập vào cái hội chúng tỳ kheo đó, muốn xuất gia trong cái hội chúng tỳ kheo, thì người đó phải chịu, người ngoại đạo này phải sống biệt trú Parivasat trong 4 tháng biệt trú, tức là sống riêng, sống riêng, sống cách ly. Sống biệt lập, chưa có cho tham dự những gì ở trong tăng chúng. Rồi sau khi hết 4 tháng, nếu mà chư tăng chúng tỳ kheo thấy được nghe về mẹ Đức Thế Tôn, nếu luật lệ đã được ban hành như thế, thì con tình nguyện nè, con sẽ sống biệt trú 4 năm. Mạnh mẽ như vậy, thưa quý vị, nghĩa là bây giờ vì ông ta đã thấy được cái giá trị của chánh pháp, cho nên ông ta nghĩ 4 năm cũng không có gì xa lâu lắm đâu, cho nên ông ta chấp nhận, phải chịu sống 4 năm biệt trú. Lúc đó Đức Thế Tôn ngài nói, nhưng mà Như Lai nhận thấy giữa con người có cái sự cá tính khác biệt nhau, nhân duyên khác nhau, thế là Đức Phật ngài cho Sinhya xuất gia. Và Sinhya đã nỗ lực tu tập chẳng bao lâu cũng chứng được quả vị A La Hán. Ở đây thưa quý vị, hôm nay trong bài kinh này chúng ta đã học về ý nghĩa của 4 loại nghiệp: nghiệp trắng, quả trắng, nghiệp đen, quả đen, nghiệp trắng đen, kết quả lạc khổ. Và nghiệp không trắng không đen đây tức là chỉ cho tư tâm sở ở trong tâm thiền của việc. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái bài giảng ngày hôm nay. Hôm nay khi mà đọc bài xong, dẫn nhập đọc bài xong lúc đó 9 giờ, bây giờ chúng tôi giảng tới 10 giờ. Còn cái phần thời gian còn lại đó, giờ này có Thượng tọa Từ Quyền đã vào trong room rồi, rất là quan hệ. Như vậy thì trong
cái thời gian 3, 4, 35 phút còn lại đó, thì xin thỉnh Thượng Tọa Từ Quyền với Đại Đức Pháp Tính Quang Hỷ tham dự thảo luận trong cái sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Chúng tôi đã điện khuyết cho Thượng Tọa Từ Quyền để giảng xong bài học hôm nay rồi. Giờ có lẽ chúng tôi xin phép nghỉ. Xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trinh Thượng Tọa Thượng Sư. Bạch Thượng Tọa Thượng Sư, thật ra định hỏi Thượng Tọa 4 câu rồi sau đó Thượng Tọa đi nghỉ, nhưng mà chắc là muốn đi nghỉ sớm thôi để Thượng Tọa nghỉ, nhưng mà Thượng Tọa có thể trả lời cho 1 câu thôi rồi sau đó Thượng Tọa đi nghỉ. Bạch Thượng Tọa Thượng Sư, tại sao mà thường thường mình nói cái nghiệp ác á, là mình phải gây thương tổn với người khác? Ở trong trường hợp này ngư hành giả có hành giả chỉ là hành trì thực hành con bò hay con chó, là mình làm cái kiểu của mình muốn mình ưng làm vậy thì mình làm thôi, không có gây hại ai hết. Nhưng mà tại sao lại sinh vào khổ cảnh và một cái nghiệp đen có nhất thiết là nghiệp ác không? Xin Thượng Tọa Quang Hỷ làm rõ về điểm này, kính Thượng Tọa. Quý vị, có lẽ Thượng Tọa Thượng Sư đã rời rung rồi, Thượng Tọa không có mặt ở trước máy. Bây giờ thì xin ôi dạ, thấy Thượng Tọa Thượng Sư rồi, xin kính thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tăng thích thương vị, ở trong cái lời giải thích của Đức Phật thì Ngài không có đối là cái nghiệp ác, Ngài không có đối toàn là nghiệp ác, Ngài chỉ dùng cái từ gọi là Satyapachang. Satyapachang tức là có tổn hại. Cái chữ có tổn hại đó nó có bao hàm hai ý nghĩa thế này. Một là tổn hại là gây đau khổ cho chúng sinh khác, tức là ác, tức là cái hành động, lời nói và cái tư tưởng ác, có tổn hại là đem đến sự gây sự đau khổ cho chúng sanh khác. Trong cái nghĩa thứ hai đó, cái chữ sát về chân na ở đây đó sân bia bạch chăng ở đây
Nghĩa thứ hai đó, có nghĩa là cái gì mà nó có cái tính chất phẳng làm cho tổn hại, nghĩa là tổn hại thiện pháp, tổn hại thiện, thì cái đó gọi là sát giới. Vì vậy cho nên ở đây đó, hai vị đạo sĩ mặc dù hành pháp không hại ai, nhưng mà Đức Phật ngài tuyên bố rằng vẫn đưa vào khổ cảnh, bởi vì do cái tư tưởng tà kiến. Và tà kiến đó thì nó là một cái pháp bất thiện, là một loại phiền não. Tà kiến là một loại phiền não. Vì một cái hành vi mà có phiền não chi phối, có phiền não dựng vào, mặc dù không gây tổn hại người khác nhưng mà gây tổn hại cho thiện pháp, tức là gây tổn hại cho những cái đức tánh cao quý. Ở chính bản thân mình thì cái đó là gây tổn hại cho người khác và gây tổn hại cho mình. Thì gây tổn hại cho mình ở đây đó, tức là khi mà có phiền não, như Đức Phật đã nói rằng là người ngu si thiểu trí, hành động cái ác nghiệp, tự làm hại mình như sét sanh ra từ sắt, nó trở lại ăn mòn thân sắt vậy đó. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu cái nghiệp đen ở đây nó bao hàm luôn cả nghiệp đen, nó bao hàm luôn cả hai ý nghĩa. Một là nghiệp ác, hai là nghiệp bất thiện. Nghiệp bất thiện, hãy là nghiệp ác thì gây tổn hại cho, là có tổn hại cho chúng sinh khác. Và nghiệp bất thiện thì, hay là nghiệp phiền não, nghiệp phiền não. Kỳ lê sẽ cầm mát, cái nghiệp phiền não này, nó gây tổn hại cho chính bản thân. Đó là ý nghĩa bị Nam Mô Phật Thầy. Nhưng mà thưa trò chút xíu, nhân thượng tọa đang có mặt ở trước máy thì đang có khi giải thêm một câu nữa thôi rồi thượng tọa đi nghỉ. Có nhiều người quan niệm rằng tà kiến là cái sự si mê lầm lạc, thì nó phải thuộc về tâm si. Nhưng mà theo A Di Đà thì tà kiến chỉ có trong tâm tham thôi. Thì thực sự ông sẽ giải thích thêm một chút về điểm này không? Rồi sau đó thỉnh thượng tọa đi nghỉ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, đúng cái chữ tà kiến với cha đức khí, tức là cái tri kiến
lầm lạc. Tri kiến lầm lạc si mê, thường thì người ta nghĩ nó là tâm si, nhưng không thưa quý vị, tâm si nó chỉ có hai là si bờ nghi và si phóng dật mà thôi. Chứ có si nào tâm si tà kiến. Người ta nói cái chuyện quan trọng hơn. Thứ nhất là tà kiến nó thuộc về si mê lầm lạc, bởi vì tà kiến nó vẫn tương ưng với si tâm sở. Quý vị nhớ là si tâm sở nó có mặt ở trong 12 tâm thiện chứ không phải si. Vì vậy cho nên ở chỗ nào có tà kiến thì ở chỗ đó có si, chỗ nào có ngã mạn thì chỗ có si. Nói chung tức là hễ cái trạng thái bất thiện nào nó cũng sanh chung với si cả. Vì vậy cho nên nói tà kiến là si mê lầm lạc thì cái đó không phải là sai, không phải là đúng, tại vì nó tương ứng với tà kiến, nó tương ứng với si mô hát. Nhưng mà ở trong nhiều pháp đó, khi mà nói đến tà kiến sanh khởi thì ở đây giải thích rằng tà kiến nó sanh khởi ở trong tâm tham. Tại sao? Kiến có nghĩa là cái chấp trước, paramasa. Vì tà kiến đó là paramasa, có nghĩa là sự chấp trước, cái sự bám lấy, cái đặc tính của nó là nó tương tự, nó phù hợp với cái đặc tính của tham. Tham cũng có nghĩa là bám lấy, nhưng bám lấy trong cái sự thỏa thích. Còn tà kiến thì nó bám lấy, nhưng mà nó bám lấy cho cái nghĩa là nó chấp thủ. Một người họ khư khư giữ lấy tài sản, ôm ấp tài sản, bảo thủ tài sản đó, thì cái đó là vì cái lòng tham. Một người họ cũng bảo thủ, họ cũng khư khư giữ lấy, nhưng mà thí dụ như họ giữ lấy một cái gì mà họ cho rằng là cái đó không thể sửa đi được, mặc dù họ không có thiết tha giống như là tâm tham, nhưng mà nó cũng có nghĩa là cái sự bám chắc, cái sự giữ lấy. Thì do đó tại sao tà kiến nó chỉ có ở trong tâm tham, là tại vì đặc tính của tà kiến giống như tâm tham, đặc tính của tà kiến giống như tham, có nghĩa là cái sự bám chắc,
cái sự dính mắc nó có ý nghĩa đó. Còn vấn đề si mê lầm lạc thì đương nhiên là tà kiến nó sanh khởi trong tâm tham. Nhưng mà tên nó tương ưng với si ở trong tâm tham. Trong tâm tham có tham và si. Có hai nhân, trong tâm tham có hai nhân. Hai nhân tương ưng, đó là nhân tham và nhân si. Thì tâm sở tà kiến thì nó tương ưng với nhân tham, nó đi với nhân, đi với tham là tại vì nó có cái tính cách là bám giữ. Còn đi với si là tại vì nó có tính cách là lầm lạc, mê muội. Như vậy thì nó đi với tham với si là đủ rồi. Vì đi tham si đủ rồi cho nên nó được xem như là có cho nên ở đây đó, để trả lời cái câu hỏi của câu hỏi số 2 của Thượng Tọa Giác Đẳng thì chúng tôi trình bày theo hai cái lý như vậy đó. Thì ở đây xin được trả mít lại cho Thượng Tọa Giác Đẳng điều học Nam Mô Thay nha. Sa thủ kính đường Thượng Tọa Thầy Sư. Bây giờ đề thỉnh Thượng Tọa Thầy Sư đi nghỉ. Và Thượng Tọa Thầy Quyền, không biết Thượng Tọa Thầy Quyền có ở trước máy và nghe được không? Nếu Thượng Tọa Thầy Quyền đang có mặt trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa trả lời cùng một câu khác cũng theo A Di Đà. Không biết được, dạ vâng. Thượng Tọa Thầy Quyền, chúng ta thấy ở đây là nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp trắng lẫn đen kết quả đen lẫn trắng, và nghiệp không trắng không đen thì kết quả không đen không trắng. Thì tại sao mình nói hành động á thì là có trắng có đen pha lẫn, nhưng mình nói tâm á thì không thể nào có một thứ tâm mà nó có cả hai trạng thái thì cũng bất thiện. Xin thỉnh Thượng Tọa Thầy Quyền quan hệ dân rõ về điều này. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, để chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, quả thật như vậy thì quý ngài kính thưa quý vị, thì khi chúng ta nghe cái trong cái bài kinh hôm nay thì nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp đen kết quả đen. Nghiệp vừa trắng kết quả vừa trắng vừa đen, nghiệp không trắng không đen sẽ kết quả không, cũng không trắng không đen. Thì cái ở đây thì tại sao sắc na hay là tâm nó không có hai cái trạng thái đó được? Một đơn vị nó chỉ là một đơn vị trong một chuỗi dài của hành động. Bây giờ tâm không thể nào sanh cùng một lúc được. Tâm mình vừa tốt, mình đang thiện tâm thì nó vừa trắng vừa đen. Khi chúng ta đang ngồi thiền, chúng ta có chánh niệm, có chánh định thì đó là thiện tâm. Nhưng khi phóng dật xuất hiện, đó là ác tâm. Thì nó cũng đã là cách ra, nó cũng đã có một cái chuỗi, chứ không phải là tự động mà có như là vừa trắng đen nó khởi lên cùng một lúc được. Chúng ta nghe ra thì nó nghiệp vừa trắng vừa đen thì kết quả vừa trắng vừa đen, đó là quả thật như vậy. Nhưng điều mà chúng ta cũng không thế nào trong cùng một lúc tâm mà chúng ta ác tâm mà lại có thiện tâm trong đó, không có. Còn không bao giờ có. Rồi không bao giờ nói trong ác có thiện, trong thiện có ác. Nói như vậy không được, mà chúng ta phân tích rõ. Khi cái thiện tâm nó chấm dứt, một cái dòng tâm chấm dứt, và cái tâm thì nó lẻ lắm,
nó rất nhanh, nó rất nhanh, một tích tắc mà một sát na nó còn, bởi chúng ta gọi là một một cái đơ tay, một cái khẩy móng tay hay là một cái phát tay gì chút xíu gì đó, nó là triệu triệu sát na sanh. Thì chúng ta thấy là nó rất là nhanh. Và như thế, nhưng chỉ trong cũng sát na đó là sát na của thiện hay sát na của ác, động lực thiện hay động lực ác, là nó phân tích rõ ràng. Còn lời nói và hành động, nó là một chuỗi dài. Nó là một chuỗi dài. Một chuỗi dài đó của tâm sanh diệt. Và cái hành động đó, lúc thì chúng ta hành động bằng lời đức, là chúng ta nói cái lời nhu hòa, chúng ta nói cái lời thiện hành, nói cái lời tức là ý khẩu lành. Và chút xíu sau thì chúng ta khởi lên cái ác khẩu liền, hay là hành động thân ác, khẩu ác cũng như thế, hay là thân hành động thiện, khẩu nói lời thiện cũng như thế. Thì nó đã qua một chuỗi dài, thì kết quả của nó cũng vậy, như chúng ta có thiện có ác, có thiện có ác một cách chuỗi dài, một cách liên tục. Và đời sống bình nhật của tất cả chúng sinh là một chuỗi dài của thiện ác. Mà xét lại thì cái chuỗi dài của ác nó nhiều hơn là chuỗi dài của thiện, nếu trong một ngày mà chúng ta không khéo tu. Nói là như vậy. Cho nên vì vậy chúng ta thấy trong cái sắc na tâm thì nó không thể pha lẫn được. Còn cái hành động ở đây, nói là lời nói hay là hành động của thân, là lúc mà có thể là hành động tốt, lúc có thể là hành động xấu, nó mang tính rõ ràng, nó thể hiện ra cái hành động rõ ràng. Còn cũng vậy, tâm khi nó chấm dứt cái dòng tâm thiện, nó khởi lên tầng dòng tâm ác, cũng như vậy, để nó lôi theo cho hành động ác, hành động thiện. Thật ra thì cũng từ trong tâm này, nhưng điều gì nó diễn tiến á, nó lẹ, chúng ta không thấy. Chứ sự thật ra mình nhìn một người đó, mình thích, một chút xíu nữa mình giận. Bây giờ nói bằng cái tâm, bây giờ cho quý vị biết, một người đó, mình đang nhìn người đó, mình thấy người đó, đầu tiên thì cái tâm mình nó bình thường, nhưng mình nhớ, mình nhìn người đó, người này hại mình, người này phản bội mình, người này nói xấu mình, người này hại mình, người này tốt với mình, người này xấu với mình như thế nào. Thì tự nhiên tâm lúc đó chúng ta nhìn, chỉ cần nhìn một cái thôi, thì cả một chuỗi dài, cả một cái dòng tâm nó thay đổi liên tục. Nhưng vì bởi nó quá lẹ, chúng ta không có nhìn thấy được, nhưng nó cũng vẫn có một cái có một cái cung bậc rõ ràng, có một thứ lớp, chứ không phải là cùng hai cái đó mà vừa có trắng vừa có đen. Hoàn toàn tâm chỉ bắt có một cảnh, chứ không bắt hai cảnh. Thì cũng vậy, sát na cũng như thế. Cho nên khi chúng ta hiểu biết mà chúng ta tu tập, chúng ta đừng có bị lầm lẫn. Bởi vì lão chiếu mà chúng ta nghe nè, cái miệng nam mô mà bụng một bồ dao găm, nếu vậy nói người ta thì người ta xạo, phải không? Đúng. Nhưng có những người tâm cũng nam mô mà miệng cũng nam mô, rồi miệng nam mô mà bụng một bồ dao găm cũng có. Nhưng điều mà lúc bụng có cái dao găm đó và miệng nói ra, coi như là khẩu Phật mà tâm xà, hay khẩu Phật tâm xà, thì cũng như thế. Khi chúng ta vừa nói ra cái tâm xà là ác tâm, hay là cái tâm của chúng ta, hay là còn trường hợp mà nói là khẩu Phật tâm xà, hoặc là tâm xà mà khẩu Phật, vân vân, thì nó đều là thay đổi. Nhưng trong cái lời nói đó, cái khẩu Phật đó là giả dối. Tâm xà mà khẩu Phật ở đây chính là một sự giả dối, chứ không phải là sự thật. Bởi vì từ tâm sanh ra, họ nói, chứ còn không thể nào mà tâm xà mà gọi là khẩu Phật không có. Mà chính vì cái đó là nó có một cái, chúng ta gọi là một cái diễn tiến liên tục. Rồi nhiều khi họ tâm họ xà, khẩu họ Phật, rồi nó ngay lúc đó nó khẩu Phật. Nghe đúng tên loại tâm Phật, chúng ta nói theo cái từ ngữ bình thường, chứ dĩ nhiên phàm phu thì không có cái tâm của Phật, nhưng người ta mượn cái đó nói lên cái điều tốt, tâm tốt
nhưng sự thật chúng sinh không có tâm Phật. Dạ. Thì ở đây một chủ dài của hành động á, thì nó có xen lẫn thiện ác, nhưng cái tâm thì sinh xác định rõ là không có thể pha lẫn cái đen cái trắng ở trong đó được, trắng trắng đen đen rõ ràng. Bởi vì đây chính là cái tâm nó rất là lẻ, khởi lên một tâm ác, khởi lên một tâm bực tức khó chịu, một tâm có phân tất cả mọi thứ. Thì thượng tọa con xin xác định rõ, tức là quả thật hành động á thì nó pha lẫn trắng đen do một chủ dạy, còn tâm nó một đơn vị rõ ràng nhất quán không thay đổi, có trắng là trắng, đen là đen, là nó một rõ ràng như thế mà diễn tiến quá nhanh chúng ta không biết. Cái đây chính là câu trả lời của chính con. Nếu có gì cần bổ túc thì kính cũng không tỉnh thượng tọa. Dạ con xin kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Chào thưa quý vị, thưa tọa tu viện. Để thưa quý vị, để thưa tính có mặt trước máy và nghe được không? Nếu để thưa tính nghe được, xin thưa để thưa học muốn quan hệ trả lời cho câu thơ số 4. Một lần nữa xin hỏi để thưa tính. Đại Đức Pháp Tính có bạn ở trước máy và nghe được không? Hình như Đại Đức Pháp Tính không có bạn ở trước máy. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có nghe được không? Xin được hỏi Sư Nguyên Thông có bạn ở trước máy và nghe được không? Dạ. Sư Nguyên Thông, ở đây nhé, chúng ta thấy rằng khi mà Cấu Hành Giả và Ngưu Hành Giả hỏi về cái cảnh giới tương lai của một người chuyên cho rằng hạnh con bò, hạnh con chó, thì Đức Phật ngài có dạy đấy, thì nói rằng nếu mà nhẹ đó mà không có cái ác tà kiến, thì vị đó sau khi một người hạnh con chó sẽ sanh làm chó, một người hạnh con bò sẽ làm bò. Thì như vậy là với cái câu trả lời này của Đức Phật, chúng ta có thể hiểu chăng là ở trong cuộc sống này đôi khi mặc dù mình không làm hại ai hết, không liên hệ tới ai hết, nhưng mà mình có một lối sống cố hữu nào đó, một lối sống riêng biệt nào đó, thì ở trong cái tương lai mình sanh lại cái thói quen cũng như cuộc sống nó lặp lại như vậy, có đúng như vậy không? Xin trình ý kiến của Sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, cái bài Cẩu Hành Giả này lúc nãy sư Bá Tệ Siêu đã giảng giải quá là rõ ràng. Bởi vì chúng ta làm cái gì á thì cái nghiệp của chúng ta nhận lại là tương ứng với cái điều của chúng ta làm. Thì chúng ta làm hành cái tất cả những cái điều mà con chó nó làm, chúng ta hành như vậy thì Đức Phật chỉ nói là trong kiếp tái sanh thì mình sẽ như là con chó. Người thí dụ như ông Puna Koli Putta thì hành theo bò, còn ông Siniya thì hành theo chó. Thì nếu họ mình hành như vậy á, đúng như vậy á, thì kiếp tái sanh mình sẽ là bò, phải là chó tùy cái mình. Nhưng mà nếu mà nó không phải là như vậy á, thì chính cái nghiệp ngu si của mình á, thì Đức Phật nó giảng dạy là mình sẽ đi vào địa ngục hay bàn sanh. Thì tất cả những cái điều đó là Đức Phật đã giảng dạy. Thì cũng như chúng ta ở đây, mặc dù chúng ta tin Phật, chúng ta tin Phật Pháp Tăng, nhưng mà cái hành động chúng ta ngu si, chúng ta rút súng ra lên đạn bóp cò mà đưa vào đầu mình thì mình chết. Thì cái hành động của mình là cái hành động mà nó ngu si, dầu rằng cái lòng tin tưởng mình có. Cho nên điều gì đó mình làm thì mình phải nhận cái quả đó. Mặc dù cái lòng của mình tin, nhưng mà cái tin cái đó nhưng mà không có trí tuệ, thành ra mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, nhưng mà không có trí tuệ, mình rút súng ra mình đưa vô đầu lên đạn bóp cò thì mình chết rồi. Cho nên cái vấn đề là chúng ta phải có cái trí tuệ, mà cái trí tuệ trong tư duy, cái trí tuệ trong hành động và cái trí tuệ trong nói năng. Cho nên trí tuệ trong tư duy là phải là thiện, trí tuệ trong nói năng là phải hiền hòa, nói những lời khả ái, khả hỷ, khả lạc, rồi hành động thì không có hại người, hại mình. Thì
Thì tất cả những điều đó giảng giải rõ ràng, và chúng ta là người tu sĩ cũng như người Phật tử nhất thiết là phải có trí tuệ để hiểu rõ những lời mà Đức Phật giảng dạy, chứ không phải chỉ tin Phật, tin Pháp, tin Tăng nói ra cái miệng như vậy nhưng mà hành động thì không có hợp lại những điều đó. Cho nên trong Phật giáo cái cốt lõi là đó, mà cái cốt lõi thứ hai đó là cái trí tuệ. Cho nên phải biết là Phật giáo là nhân quả và trí tuệ, còn ngoài ra tất cả là phụ thuộc mà thôi. Cho nên một người mà có trí tuệ, mà trí tuệ đó để ở đâu? Phải để trong cái thân hành, khẩu hành và ý hành của mình phải có trí tuệ. Thì cái điều đó sẽ đưa lại những cái kết quả tốt. Và có trí tuệ thì không làm bậy. Cho nên Đức Phật giảng dạy rằng chư ác nạp tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Là cái nói gọn lại là như thế, mà có nghĩa là trí tuệ. Kính thưa sư phụ, giáo pháp của Đức Phật cốt lõi là nhân quả, chí nhì là cái trí tuệ, theo con hiểu là như vậy. Còn tất cả những cái khác thì nó cũng từ cái trí tuệ mà ra. Còn lại vài phút con xin được trao mai là cho sư phụ, để sư phụ giảng giải thêm những điều mà con nói chưa đúng, hoặc là cái cốt lõi mà theo sư phụ là gì, cho chúng con được hiểu rõ thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe, và con thỉnh mời sư phụ trở lại mai trong vài phút cuối cùng. Sa thủ kính chân chư Nguyên Thục. Đại chúng Pháp Tính, một lần nữa xin được hỏi đại chúng Pháp Tính là có mặt ở trước máy và nghe được không? Xin thỉnh đại chúng Pháp Tính trả lời cho câu thảo luận sau cùng. Ở cái bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, nếu chúng ta đọc kỹ trong kinh sách thì chúng ta thấy rằng thì chiêu cảm giữa nhân quả nó nằm ở trong ba trường hợp. Điều thứ nhất là cái quả di trục. Ví dụ như một người bố thí thì đời sau họ sẽ được họ giàu có. Một người có cái tâm cung kính, bậc đáng cung kính thì đời sau họ sanh ra họ được sang cả, được quyền cao chức trọng. Cái đó là quả dị thục, và đó là cái điều mà chúng ta nghe và thường nghĩ về nghiệp báo trong cái nhìn của người Phật tử. Nhưng mà ngoài ra thì còn có một thứ mà nó để lại cái hệ quả về sau này, nhưng mà ít khi người ta để ý tới. Ở trong A Di Đà gọi là thường thân ý duyên hay thường cận ý duyên. Thường cận ý duyên ở đây tức là cái thói quen, cái tập quán, cái tập khí. Những gì mà chúng ta thường làm ở trong đời sống, nó sẽ tái diễn và nó có ảnh hưởng lâu dài ở trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như nghề nghiệp mà mình làm, hay là cái nếp sống, hay là cái lối sống, nó vẫn để lại. Nó để lại cho chúng ta cái tiền thiên tật, để chúng ta nhiều thứ. Vì vậy không phải ai cũng có những thói quen lành mạnh, có những thói quen không lành mạnh. Nếu gọi là ác thì nó không phải là ác, nhưng mà ví dụ có thói quen ngủ nhiều chẳng hạn, ngủ nhiều nó cũng là một thói quen. Có những chúng sanh, thưa quý vị, họ sanh ra đời đó, họ nằm yên bất động, họ ngủ. Chúng tôi biết rằng có những cái loài như là con koala của Úc Đại Lợi chẳng hạn, chúng ta gọi là con cù lần á. Con koala này có đặc biệt là nó ăn nhịp, thưa quý vị, rồi nó say. Và ở trong đời của con koala nó ngủ nhiều hơn là nó thích. Và người ta qua bên Úc họ nói rằng khi nào mà mình đi đâu thấy con koala mà nó di chuyển từ nhánh này qua nhánh khác á, là kể ra cái trường hợp đó cũng hiếm có, cũng may mắn á. Thường là nó ngủ nhiều do thói quen. Và có những loài ở dưới biển, thưa quý vị, nó sinh ra trong một cái vỏ ốc, vỏ ốc nó đóng kín như con hào chẳng hạn, đóng kín vào vật gì đó, và nó chỉ sống một chỗ thôi.
Thì nói chung là cái tiền thiên tập hay là cái thói quen hoặc giả là cái tập quán, nó để lại những cái dấu ấn và nó tạo nên cái đời sống, nó ảnh hưởng đời sống kiếp sau rất là nhiều. Vì vậy chúng ta sống không phải là chúng ta chỉ đơn thuần là mình làm thiện hay là làm việc bất thiện, mà chúng ta còn có một thứ khác nữa. Cái thứ khác đó là chúng ta để ý cái thói quen của mình. Thói quen, cái thói quen rất là quan trọng. Ngay cả thời Đức Phật còn tại thế, có một vị tỳ kheo khi mà nói năng á, thì cái ngôn ngữ gọi là ăn to nói lớn, nói cái giọng của kẻ cả, và đôi khi điều đó nó làm phiền những vị khác, nhưng mà Đức Phật dạy rằng vị đó là vị A-la-hán. Tuy nhiên cái tiền thiên tật vẫn còn, tại vì nhiều đời nhiều kiếp á, làm chủ là ông sếp quen nói chuyện với gia nhân cái kiểu đó, là cái ngôn ngữ không thể khiêm tốn được. Cái dấu vết của tiền thiên tật á, chỉ có một vị Phật cái nặng gánh giác như Đức Phật là hoàn toàn không có, còn tiền vị A-la-hán vẫn còn có một ít thói quen. Và thứ gì ở đây có một thứ nhân quả khác mà nó vượt ngoài cái cách hiểu của chúng ta, đó là tà kiến. Có một đoạn khác ở trong kinh nói rằng có một người chuyên môn làm cái là một danh hài, là người chọc cười người khác. Và khi họ chọc cười người khác thì họ nghĩ rằng cái đó cũng là cách làm vui cho cuộc đời, và đó cũng là một nhân lành. Thật ra cái chọc cười người khác không phải là một ác nghiệp, nhưng mà do họ chấp vào tà kiến, do vậy khi họ chết đi họ sẽ còn có khổ, là bởi vì họ chấp sai. Chúng tôi nghe một vài ca sĩ họ nói rằng làm ca sĩ cũng là một cái việc là hành Bồ Tát hạnh, tại vì Bồ Tát là mang lại niềm vui cho người khác, làm ca sĩ là mang lại niềm vui cho cuộc đời. Nhưng mà thưa quý vị, mình ca hát làm cho niềm vui cuộc đời nó không phải là một ác nghiệp, nhưng mà mình chấp với cái tà kiến rằng ồ, mình ca cho người ta nghe, người ta thích, đó là tạo thiện nghiệp, cái đó là một thứ tà kiến, và cái tà kiến có thể dẫn sinh một cảnh khổ. Vì vậy có những người mà hay nói chơi nói đùa, có những người hay có lối sống nào đó, thì đôi khi lối sống nó hoàn toàn vô hại, nhưng mà coi chừng những cái sở chấp tà kiến của mình, và cái tà kiến nó rất là nguy hiểm. Vì vậy ở trong nhiều bài kinh á, nếu mà có nói rằng chúng sanh sanh vào địa ngục là do cái chấp sai, do cái tà kiến, chúng ta phải rất là cẩn thận. Thì thưa quý vị, trong bài kinh cậu Cư Hành Giả và cậu Dạng Cổ Hành Giả hôm nay có một bài học rất là cần để chúng ta ghi nhớ, rằng cái hành động mà tạo ra cái vui buồn cho chúng sinh khác là một lẽ, nhưng mà cái nếp sống cố hữu, cái thói quen, cái nếp sống hàng ngày, cái nếp sống nó giống như người ta nói rằng ban đầu mình tạo ra thói quen, sau đó thói quen tạo ra mình, thì chúng ta phải đặc biệt rất là cẩn thận. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay Phật Pháp Bồ Tát Ma kính trương chư vị giảng sư đã vào trong thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Thầy Giả. Sa thú lành thai. Con Nhược Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng mận giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngân viên niệm trợ cho các trong lớp học được hoàn